quý cô bác tuổi Đinh Mùi kính mến, Minh Điển Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào tới quý cô bác sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, đó chính là tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, Thất Quần Chi Dương, tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý cô bác biết được những điều quý cô bác cần phải làm tốt hơn và những điều quý cô bác cần phải tránh để đốn cát, xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe như thần. Thần tài kích hoạt vận may, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đúng tháng 11 âm lịch, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời sung túc, giàu có ấm no. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đuổi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được. Đó cũng là quy luật tạo nên cuộc đời này, chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền tỷ của về tay. Trong lá số tử vi tháng 11 âm lịch năm Quý Mão của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 rằng trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hại khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện, nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hanh thông vượt bậc, càng khổ càng giàu. Quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội, hiền lộ trong khó khăn, thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Đầu tiên, tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là tuổi con dê, năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Mệnh nam, cung càn kim, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung ly hỏa, thuộc đông tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi, được Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Phật Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ. Hành hỏa mang lại cho Đinh Mùi tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng, họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm. Không giống như những tuổi Mùi còn lại, con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến Đinh Mùi năng động và mạnh bạo hơn, họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi Mùi, Đinh Mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh, bạn bè thích tìm đến họ, nhờ giải quyết rắc rối, bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Màu hợp với tuổi Đinh Mùi là trắng, đen, màu khắc với tuổi Đinh Mùi là vàng. Tính cách tuổi Đinh Mùi. Đặc trưng cơ bản nhất của những người thuộc tuổi Đinh Mùi đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Do đó, tuổi Đinh Mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Đinh Mùi tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn. Tuổi Đinh Mùi được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời. Nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình.
Can chi đinh, mùi thuộc hỏa và thổ tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Con số hợp với tuổi đinh mùi là số 4, 6, 7, 1. Con số khắc với tuổi đinh mùi là số 8, 2, 5. Sự nghiệp tuổi đinh mùi. Tuổi đinh mùi có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là. Hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất, các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng hợp với họ. Vì họ có duyên làm nghệ thuật nên họ có thể trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Nhưng họ lại giữ tiền bạc kém, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên cân nhắc và xem xét kỹ khi quyết định làm kinh doanh. Vì trải qua nhiều sóng gió, tuổi đinh mùi tâm niệm rằng bước sang tháng 11 tới đây, nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ. Họ là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó. Tuổi đinh mùi luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình. Bước vào tháng 11 âm lịch, đa số những người tuổi đinh mùi đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, những người tuổi đinh mùi đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi đinh mùi, sinh năm 1967 vận hạn, may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh, đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Cụ thể về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi đinh mùi sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu ở thời điểm này. Có thể nói đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho các bạn tuổi đinh mùi trong công việc, sự nghiệp. Sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh đem đến cho người tuổi này nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, bản mệnh có thêm sự tương trợ từ bên ngoài, thì sẽ càng thêm thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệc và tinh thần chuyên nghiệp, bản mệnh đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi đinh mùi cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được, thành công không đến với những người lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Điểm cộng của người tuổi đinh mùi trong thời gian này là sự tỏa sáng của bạn. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh và tả phù cát tinh chiếu mệnh, người tuổi đinh mùi sẽ đạt được nhiều thành công. Đạt được vị trí cao trong công việc, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, bạn phải nỗ lực và trải qua không ít khó khăn, ý thức, với tinh thần chuyên nghiệp và sáng tạo, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, không nên quá tự tin và chủ quan, bạn cần phải luôn giữ tinh thần cảnh giới và cẩn trọng để tránh những rủi ro và thất bại đáng tiếc. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử. Chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân, dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về mặt tài lộc, trong tháng Giáp Tý, tuổi đinh mùi được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để tăng tài sản và thuận lợi về tài chính, kết hợp với khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh. Những người tuổi đinh mùi sẽ có cái nhìn thực tế và thông suốt về mọi vấn đề, giúp cải tiến tình hình tài chính và tài lộc của mình. Theo phong thủy, cách thức tài lộc đến với mỗi người đều được quyết định bởi các yếu tố như mệnh cung, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, tình cảm và ngay cả môi trường sống. Và tháng Giáp Tý này là một trong những tháng mang đến nhiều cơ hội để tuổi đinh mùi gia tăng tài sản, thuận lợi về tài chính và tài lộc, sự kết hợp giữa khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh,
sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Mùi nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện tình hình tài chính và tài lộc của mình. Ngoài ra, việc có trường sinh hộ mệnh và tập trung vào công việc của mình, loại bỏ những điều phiền não cũng giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài chính và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi. Công việc sẽ tiến hành trôi chảy hơn, đưa đến sự gia tăng tài lộc và lợi nhuận. Với những lời phán đoán tích cực trên, tuổi Đinh Mùi có thể yên tâm hơn về tài chính của mình trong tháng Giáp Tý này. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý rằng, tài lộc không chỉ được quyết định bởi phong thủy mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân. Do đó hãy luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ để tài lộc của bạn ngày càng phát triển. Trong việc đầu tư, thiên tài báo hiệu và bản mệnh đều có thể gặp phải những mối đầu tư mang tính thách thức nhưng mang lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này. Bạn có thể tận dụng thời điểm này để triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Điều này sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều lợi nhuận hơn và tăng cơ hội thành công. Một điều quan trọng khác trong tháng này là cần phải bồi dưỡng mối quan hệ hợp tác của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều hợp đồng và dự án có lợi hơn, cũng nhờ quan hệ xã hội tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và đạt được mục tiêu kinh doanh mà mình đã đề ra. Với tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần tự nhắc nhở bản thân rằng, trong việc giao dịch và đầu tư, bạn cần có kế hoạch cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính để tránh bị lợi dụng bởi các cái xấu. Đặc biệt là khi trong tháng này cũng có thiên cầu hung tinh hoành hành, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Vì vậy, hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu bạn đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc thành công trong kinh doanh cũng cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình. Về mặt tình duyên, về phương diện tình cảm, tam hội mang tới cho tuổi Đinh Mùi những cảm xúc đặc biệt, giúp bản mệnh thêm trân trọng hạnh phúc đang có. Tháng này là thời điểm lý tưởng dùng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái, bản thân hãy trân trọng, trân quý những gì mình đang có, thêm sự thấu đáo tôn trọng, không vì cái lý của mình, ắt gia đình đôi lứa hạnh phúc bền chặt. Về gia đạo trong tháng 11 năm 2023 có chút xáo trộn, thị phi nhỏ, có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra, vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức, để giảm sự hung hại của tháng này, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 11 năm 2023 cho thấy thể trạng của tuổi Đinh Mùi trong tháng Giáp Tý khá tốt, bản mệnh được lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cầu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Mùi nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế di chuyển đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, đền, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Theo tử vi tháng 11 năm 2023, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Đinh Mùi, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1. Tuổi Đinh Mùi trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Đinh Mùi thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này thực thần sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân, từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch,
đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ, giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, trắng, con số may mắn, 23, 67, 96. Xem tử vi tuần 2. Người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này, vận trình hung cắt đan xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Về chuyện tiền bạc thì tuổi Đinh Mùi thực sự chẳng mấy may mắn, hết lần này tới lần khác bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thô lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Đinh Mùi đang trải qua một thời gian đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Quý nhân, Hợi, Thân, tiểu nhân, Thìn, Tuất, màu sắc may mắn, xám, nâu, con số may mắn, 26, 55, 11. Xem tử vi tuần 3. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi Đinh Mùi sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khó nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Đinh Mùi, bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Tý, Thìn, màu sắc may mắn, đen, nâu, con số may mắn, 72, 34, 61. Xem tử vi tuần 4. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại,
dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Đinh Mùi phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chiều ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Quý nhân, Mùi, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, xám, con số may mắn, 18, 62, 57. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 11 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão. Mão biết cách tận dụng lợi thế của tuổi khác bởi tính hay dựa dẫm và bị động tính, cách này chẳng có vấn đề gì với Mùi cả, bởi Mùi hoàn toàn làm được. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt, hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau, may mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính, cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 2. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Ngọ. Có thể khẳng định, hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu, giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn, họ không thích cảm giác ràng buộc và cuộc sống gia đình, họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Đinh Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng, họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với Dê, còn Dê thì quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý, Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty, thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 3. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Mùi. Hai tuổi Mùi rất hợp nhau, vì họ đều là những tâm hồn nhạy cảm, họ có suy nghĩ tiến bộ và dễ hiểu người khác, nhất là trong cùng một con giáp. Đôi khi hai người tuổi Mùi có thể có những bất đồng quan điểm, đặc biệt là trong những khi căng thẳng, nhưng họ cũng sớm lấy lại được sự hòa hợp, bởi họ có nhiều điểm chung như đều mơ mộng, lãng mạn, có nhiều ham muốn, vân vân. Mâu thuẫn xảy ra khi cả hai muốn giành quyền lãnh đạo người khác. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính, vì họ thường dành nhiều thời gian cho sự lãng mạn, mơ mộng, nên ít có nhiều thì giờ dốc tâm lực cho việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc lo lắng về những vấn đề còn tồn đọng của công ty. Nếu hai người tuổi Mùi đứng đầu một công ty, có thể xảy ra tranh chấp quyền lực bởi vì họ đều thích lãnh đạo, vì thế đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Nơi hai người tuổi Mùi làm việc chung sẽ được trang trí một cách nghệ thuật và dựa vào phong thủy để giữ được sự hài hòa và cân bằng. 4. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi. Mùi và Hợi có nhiều điểm chung nên tình yêu của họ rất êm dịu, ngọt ngào, họ luôn tạo cho nhau cảm giác thoải mái. Hợi là người ham chơi nên thích những cuộc vui chè chén, đắm chìm trong tình yêu và nghỉ ngơi thư giãn. Mùi không phải là người quá coi trọng vật chất, họ sống trong sự giàu có về tâm hồn, nhưng đặc biệt trong tình yêu Mùi cũng có nhiều ham muốn về thể xác. Trong mối quan hệ giữa hai người, Hợi luôn ngưỡng mộ trí tuệ và sự thông minh của Mùi, Mùi sẽ yêu sự hào phóng, trung thủy và đáng tin cậy của Hợi. Trong làm ăn, kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung, Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm. Vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời này có người thích bạn, cũng chẳng thiếu người không thích.
đó là điều rất bình thường, cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia hoàn hảo đến thế nào, cũng không thể như mình mong muốn, bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống, đây mới là thái độ sống tốt nhất, đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm tin của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn, tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng, vạn sự tùy duyên, bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên nó, bình thản đối mặt với mọi thứ, ngoài chờ cảnh chính là cái bóng soi nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài, khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quang, khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng chỉ thấy sự ích kỷ. Có khi lòng ta khoan dung độ lượng mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng, hiểu được chữ buông của đạo Phật sẽ giúp ta tránh phí hoài một đời vô nghĩa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.